Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương, địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hoàng. Báo cáo cho thấy năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ ngành trung ương địa phương đã hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nổi bật là các cơ quan đơn vị địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước về quốc phòng. Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh có nhiều đổi mới. Toàn quốc đã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 383.000 lượt đối tượng, chỉ đạo 38 trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, hơn 4.000 trường trung học phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, nâng cao chất lượng môn giáo dục quốc phòng an ninh cho hơn 3,3 triệu học sinh, sinh viên, học viên. Tại Đồng Nai, trong năm qua cũng đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.000 lượt đối tượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho hơn 94.000 lượt đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị các bộ ngành trung ương, địa phương và các cơ quan đơn vị chủ động nhạy bén, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chính xác những vấn đề chiến lược tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng quân sự, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý thắng lợi các tình huống, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, đồng thời thực hiện tốt công tác đăng ký tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự, tuyển chọn đào tạo sĩ quan dự bị, đăng ký quản lý nguồn dự bị động viên, dân quân tự vệ và sẵn sàng thực hiện động viên quốc phòng. Tại hội nghị, chỉ huy Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.